Xin chào toàn thể anh em đã quay trở lại với kênh của Hoài Bãi nha. Hôm nay thì Hoài Bãi lại có một con máy cưa xích Stein 020 hàng đẹp xuất sắc cho các bác luôn nhá. Đó, làm xích zin, máy zin hết từ đầu đến đuôi nhá. Đó, con này là dòng Stein của Đức. Đó, và dòng này thì sử dụng cái lam là lam 40, sử dụng 35 nha. Trừ phần gia đốc ra là còn xài được 35 phân. Xích 91, xích của Stein luôn nhá. Đó, máy móc thì bên em bao zin cho các bác 100% luôn. Hàng đẹp 90% nhá. Con này máy đứng đẹp 90% cho các bác luôn đấy. Hàng Margin Germany. Đó, chế độ máy móc là bao zin hết. Máy đẹp xuất sắc luôn. Chế Stein. Đó, chế Stein. Tất cả đều zin theo máy hết nhá. Thì con này thì dòng máy công suất nhỏ của Stein. Đó, và nòng của nó là 40 ly nhá. Đó, nòng 40 ly. Công suất của nó là 40cc. Đó, anh em xài dòng này thì sử dụng cắt những cái cây đường kính được khoảng 30 rất là ok luôn. Mẫu này thì sử dụng lốc nhôm luôn nhá. Đó, lốc nhôm. Mà nó là xài một chân ốc lam. Đó. Bình thường là nếu ốc lốc nhựa là hai chân ốc lam, nhưng mà này là ốc lốc nhôm luôn, là một chân ốc lam là chắc chắn thoải mái cho các bác xài luôn nhá. Khóa xích còn ngon luôn này. Tất cả đều xài ốc lục giác bông hết nhá. Đó, ốc zin nó là đều xài ốc lục giác bông hết. Đó, nắp xăng nắp nhớt cũng đều zin luôn. Con này trọng lượng là 5 kg. À, trong lượng 5 kg. Giá là 3.500.000, bên em bao ship tận nhà cho các bác luôn nhá. 3.500.000 bao ship tận nhà luôn. Bác nào chốt thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0345 0599 giúp em nhá. Bây giờ xin phép test nổ cho các bác nghe tiếng máy luôn. Đáng đồng tiền mất gạo cho các bác luôn nhá. Đó. Bác nào chốt thì ủng hộ kênh Hoài Bãi nha. Xin chào và gặp lại anh em.